Nhiều mặt hàng gia vị của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh châu Âu vốn bị kiểm soát ở mức 50% vừa được đưa ra khỏi danh sách. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho hay, Ủy ban châu Âu ngày 27 tháng 1 đã ra công báo về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Theo đó, đối với Việt Nam, các mặt hàng gia vị vốn bị kiểm soát ở mức 50% trước đây như là rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây đã được đưa ra khỏi danh mục kiểm soát. Hiện tại chỉ còn ớt nằm trong danh mục kiểm soát này. Thanh long và mì ăn liền vẫn nằm trong phụ lục với yêu cầu chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam và tần suất kiểm tra tại cửa khẩu EU là 20%. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ ngày đăng công báo. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều giảm. Tuy cả xuất nhập khẩu đều giảm, nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cán cân thương mại đã thặng dư trong tháng đầu năm. Ước tính xuất siêu lên tới 3,6 tỷ đô la Mỹ, một con số khá cao. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 ước đạt 46,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu giảm 21%, nhập khẩu giảm 29%. Tổng cục Thống kê dự báo năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn do thực trạng suy thoái kinh tế ở hầu hết các quốc gia, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm. Nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biển, năm 2023, Ninh Thuận phấn đấu đưa tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển chiếm 41% tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ninh Thuận tiếp tục phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là phát triển kinh tế hàng hải, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản. Phát triển kinh tế biển theo khu vực phù hợp tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Trong đó, khu vực ven biển phía Bắc phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái gắn với khai thác hiệu quả khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Từng bước hình thành khu công nghiệp, khu đô thị ven biển, trọng tâm là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, sắp xếp bố trí lại khu dân cư ven biển, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế biển, nhất là các thành phần kinh tế, các tập đoàn kinh tế biển mạnh, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng thông báo từ ngày 6 tháng 2 tới, tất cả xe bị cấm đi vào quốc lộ 20 qua đèo Prenn tới thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để phục vụ việc thi công. Dự án nâng cấp đèo Prenn sẽ khởi công vào ngày 10 tháng 2 và kéo dài trong vòng 1 năm. Đây là cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt từ các tỉnh thành Đông Nam Bộ có lượng xe đông nhất. Sau khi đường đèo Prenn ngưng chạy, xe lên Đà Lạt được hướng dẫn đi theo đường đèo Mimosa cách đó khoảng 10 km và đường núi từ cao tốc Liên Khương Prenn vào khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Chính quyền địa phương dự kiến chặt hơn 6 hectare rừng thông nằm dọc tuyến để phục vụ nâng cấp. Trước ngày vía thần tài, mỗi lượng vàng miếng giảm từ 500 đến 700 ngàn đồng, trong khi nhẫn trơn giảm đến 1,2 triệu đồng sau nhịp tăng nóng cuối tuần trước. Giá vàng chiều nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng là 66,8 triệu và 67,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, đều thấp hơn 500.000 đồng so với phiên ngày hôm qua. Một số hệ thống kim hoàn lớn như là Doji, PNG, Phú Quý cũng điều chỉnh tương tự, còn Vietinbank Gold giảm đến 800.000 đồng mỗi lượng. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp khiến giá vàng miếng xuống mức thấp nhất trong nửa tháng qua. Đối với nhẫn trơn loại từ 1 đến 5 chỉ, SJC đang mua vào 54,9 triệu đồng và bán ra 56,1 triệu đồng, cũng giảm nửa triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Sự đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã khiến các quan chức Phần Lan lần đầu tiên đề cập đến khả năng buộc phải tìm kiếm tư cách thành viên NATO mà không có Thụy Điển. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 29 tháng 1 bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan nhưng không bao gồm Thụy Điển gia nhập NATO. Trước đó chỉ 2 ngày, nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai quốc gia Bắc Âu. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tách biệt hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Thụy Điển có cộng đồng người quốc lớn hơn Phần Lan và có căng thẳng nghiêm trọng hơn với Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng này đã khiến các quan chức Phần Lan lần đầu tiên đề cập khả năng buộc phải tìm kiếm tư cách thành viên NATO mà không có Thụy Điển, dù nhấn mạnh rằng việc gia nhập chung vẫn là lựa chọn đầu tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Khalab Khalavov ngày 29 tháng 1 thông báo Đại sứ quán nước này tại Tehran đã tạm ngừng hoạt động. Theo đó, hiện có 5 nhân viên sứ quán ở lại Tehran để bảo vệ trụ sở và tài sản của Đại sứ quán. Tuy nhiên, họ sẽ không thực hiện các hoạt động ngoại giao. Dù vậy, Tổng lãnh sự quán Azerbaijan tại thành phố Tabriz sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 27 tháng 1 nhằm vào Đại sứ quán Azerbaijan ở Tehran, khiến một nhân viên an ninh thiệt mạng và hai người khác bị thương. Tổng thống Azerbaijan cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố và yêu cầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Cảnh sát Iran cho biết họ đã bắt giữ một đối tượng tình nghi. Giới chức Iran đã lên tiếng vụ tấn công trên, cho rằng vụ tấn công xuất phát từ lý do cá nhân, không có động cơ chính trị. Tổng thống Peru Dina Boluarte ngày 29 tháng 1 tuyên bố bà sẽ thúc đẩy cải cách hiến pháp nếu Quốc hội không thông qua đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu phản đối đề xuất của Tổng thống Boluarte về việc tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng 12 năm 2023. Theo bà Boluarte, việc tiến hành tổng tuyển cử sớm là giải pháp để chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần qua gây thương vong ở quốc gia Nam Mỹ này. Cơ quan lập pháp Peru dự kiến triệu tập một cuộc họp trong ngày 30 tháng 1 để thảo luận về thời gian biểu của cuộc tổng tuyển cử. Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2022, khi Tổng thống nước này lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bị bắt giữ, làm bùng phát làn sóng biểu tình trên cả nước. Trong gần 8 tuần đã có ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Hội đồng thành phố Auckland, New Zealand cho biết thành phố đang bị lũ lụt tàn phá này có thể sẽ phải hứng chịu các trận mưa lớn hơn trong những ngày tới. Theo đó, cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo mưa lớn sẽ xảy ra ở Auckland và đảo Great Barrier trong 12 giờ kể từ 5 giờ chiều ngày 31 tháng 1 với lượng mưa là từ 80mm đến 120mm. Trước đó, từ hôm 27 tháng 1, thành phố Auckland đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục khi ghi nhận lượng mưa trung bình trong tháng 1 cao gấp 8 lần so với bình thường và cao hơn 40% lượng mưa trung bình hàng năm. 4 người đã thiệt mạng và thiệt hại đã lên tới hàng triệu đô la Mỹ trong mấy ngày lũ lụt tấn công thành phố lớn nhất của New Zealand. Hiện thành phố vẫn đang áp dụng tình trạng khẩn cấp. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Auckland dự kiến vẫn sẽ bị hoãn hoặc hủy, trong khi các bãi biển xung quanh thành phố này tiếp tục phải đóng cửa. Người dân Hàn Quốc đang trải qua những ngày giá lạnh kéo dài. Nhiệt độ trong tuần này đã có ngày xuống âm 17,3 độ C ở thủ đô Seoul. Trong bối cảnh mùa đông băng giá vẫn kéo dài này, nhiều người dân Hàn Quốc đang gặp khó khăn về chi phí năng lượng do giá ga và giá điện tiếp tục tăng. Một số người đã nghĩ ra những giải pháp như dựng lều ngủ trong nhà để thêm lớp giữ ấm. Nhờ đó có thể hạ nhiệt độ sưởi xuống thấp hơn nhằm tiết kiệm chi phí ga. Còn một số người lại hạ nhiệt độ đun nước nóng, lắp rèm giữ nhiệt, dán băng dính lên cửa sổ để chặn bớt hơi lạnh. Tất cả là để chống chọi với đà tăng của hóa đơn tiền ga, tiền điện, trong khi thu nhập vẫn không đổi. Ô tô nối đuôi chạy trong tuyết rơi dày, người đi bộ rảo bước vượt cho nhanh quãng đường đi ngoài trời. Đợt băng giá kéo dài kèm bão tuyết tràn qua thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Ông Lim Jong-chun sống ở Seoul cho hay, thu nhập của hai vợ chồng ông thì cố định, nhưng chi phí sinh hoạt do giá rét kéo dài lại tăng. Năm nay lạnh hơn năm ngoái. Hóa đơn chi phí sưởi ấm lại tăng 50% so với năm ngoái. Mùa đông chưa kết thúc nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải tiết kiệm chi phí sưởi ấm bằng cách hạ nhiệt độ trong nhà, bớt ăn ở ngoài, mặc nhiều áo, dùng thiết bị sưởi điện để tiết kiệm ga. Bà Bang Myung-sun, 76 tuổi, đã bị sốc vì hóa đơn ga sưởi tăng ở cửa hàng và nhà của bà. Tôi cố gắng tiết kiệm nhưng không hạ nhiệt độ sưởi ở đây được vì khách hàng sẽ kêu lạnh. Ở nhà cũng thế. Hai vợ chồng tôi đều già rồi, chồng tôi là bệnh nhân tai biến nên không thể bị lạnh được. Thật khó khăn. Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ tăng gấp đôi số phiếu hỗ trợ chi phí năng lượng và giảm giá ga sưởi cho các gia đình khó khăn, nhưng cũng giải thích với người dân rằng chi phí năng lượng tăng là điều không thể tránh khỏi bởi giá ga toàn cầu đã tăng gần 10 lần kể từ năm 2021.